Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món cốc lắc muối ớt nè. Cốc khi mà mình lắc xong rồi thì mình để vô ngăn mát tủ lạnh, để khoảng chừng 30 phút hoặc 1 tiếng gì đó thì mình lấy ra mình ăn thì lạnh lạnh giòn giòn, cay cay nè, rất là ngon ha. Cốc này thì cốc Thái cho nên cái độ giòn rất là giòn luôn. Rồi nếu mà các bạn thích cái món này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha. Mình có ở đây là 4 trái cốc. 4 trái này thì mình cân được 1 kg. Cốc này thì cốc Thái. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọt ra nha. Mình gọt cho hết cái vỏ xanh ở ngoài gì nè. Tại vì cái vỏ xanh này thì nó hay có bị chua đó, cho nên mình gọt, mình bỏ hết. Cốc Thái này thì rất là giòn. Thường thường cốc Thái thì nó sẽ không có chua bằng cốc thường của mình á. Nhưng mà mình lắc muối ớt thì mình ăn nó sẽ ngon hơn là mình không lắc. Cốc này già rồi mình gọt, mình nghe cái độ giòn nó nè. Độ giòn người gửi luôn nè. Gọt xong rồi thì bây giờ mình sẽ rửa. Mình sẽ cho vô đây muỗng cà phê muối để mình rửa cho thật là sạch nha. Có muối vô thì nó sẽ giảm đi cái độ chua của trái cốc nữa. Rửa xong rồi thì bây giờ mình sẽ tách ra. Mình tách miếng cho vừa ăn vậy nè. Cốc này giòn quá chừng giòn luôn nè. Rồi thì mình tách xong rồi nè, mình tách còn cái thịt không như gì nè, mình ăn cho nó dễ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm muối ớt để mình trộn vô trong cốc nha. Rồi cái phần muối ớt thì ở đây thì mình có là một muỗng canh muối, muối cục nha cả nhà. Mình để chung luôn nè, và một muỗng canh đường và hai trái ớt. Rồi bây giờ thì mình sẽ đâm cho thật là nhuyễn nha. Mình trộn đường vô để cho nó có cái vị ngọt, nó không có quá chua. Cái phần ớt này thì nếu mà các bạn ăn cay được thì mình cho nhiều. Rồi muối ớt thì mình đã đâm xong rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn nó luôn.
Rồi như vậy là mình để đây khoảng chừng 30 phút để cho cốc nó được thấm với đường với muối nè. Xong rồi thì mình để vô hộp, mình cho vô hộp, mình để vô ngăn mát tủ lạnh. Rồi chừng nào mình ăn thì mình lấy ra mình ăn. Nó lạnh lạnh, nó giòn giòn thì ăn ngon hơn là mình để ở ngoài ha. Rồi thì hồi nãy giờ thì cốc cũng thấm với đường với muối rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hộp nha. Rồi như vậy là mình đậy nắp lại. Xong rồi mình lắc nha. Mình lắc một hồi để cho cốc mình để thấm đều. Đó, như vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình để cho ngăn mát tủ lạnh khoảng chừng tiếng vậy đó. Rồi mình lấy ra mình dùng được rồi. Rồi thì nãy giờ cốc mình để vô trong ngăn mát tủ lạnh được một tiếng rồi nè. Rồi bây giờ mình lấy ra nha. Lúc này thì cốc rất là thấm với muối ớt rồi nè. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng dùng với mình nha. Thử coi cốc này cái độ giòn nó nhiều không nha. Cốc á mình để trong tủ lạnh á, nó càng lạnh thì nó càng giòn. Mặn mặn là ngọt ngọt cay cay. Rất là vừa ăn luôn nha. Cái món này mà nếu mà các bạn ăn cay được á thì mình cho ớt nhiều nhiều á thì mình ăn nó sẽ ngon hơn á. Tại vì mình á thì mình ăn cay dở cho nên á mình làm chỉ có hai trái ớt mà bởi vì là mình thấy cay rồi đó. Cái món này mà mỗi khi mà buổi trưa đó buồn buồn á thì mình làm cái món này để cho gia đình mình thưởng thức thì rất là ngon ha. Rồi thì video mình đến đây thì mình xin tạm dừng. Vậy hẹn gặp cả nhà mình những video sau nha.